Chị bữa nay khỏe chưa chị? Cũng còn ngồi hơn chưa có khỏe được. Chị ngồi ngồi vậy nói chuyện chút xíu ha. Dạ. Nói chị bệnh mà bệnh sao chị? Bệnh tiểu tiên nó cậu tiên ngày 10 lần mà nó đi hoài vậy đó, không có nghỉ được. Dạ. Ngoài, dạ. Ngoài cái bệnh đó thì chị còn có bệnh khác. Dạ, cậu với giãn tĩnh mạch. Vậy hả? Dạ. Rồi chị có đi khám bệnh điều không trị đâu chưa? Không khám cậu ơi. Vậy hả? Dạ. Rồi ở nhà chị sống chung với ai ạ? Sống chung với đứa cháu ngoại còn. Rồi ngoài ra đứa cháu đó rồi không còn ai nữa không hả? Còn ai nữa hết cậu ơi. Rồi con cháu con chị đâu? Con gái nó có chồng rồi nó đi rồi, rồi thằng trai thì nó mất rồi cậu. À. Có hai đứa con. Rồi bây giờ đứa cháu ngoại ở chung với chị? Dạ, có giờ có đứa cháu ngoại đó thôi. Dạ. Và cháu ngủ nghỉ không có ai nữa. Dạ. À, cho hỏi họ tên chị là họ gì? Tôi Lê Thị Sáu cậu. Dạ, Lê Thị Sáu nhiêu tuổi? 61 cậu. Chị ở đây là thuộc khóm Tân Hiệp A phải không? Phải ông Tiền, phải Tân Hiệp A không con? Tân Hiệp A cậu. À, ngồi kế ngoại đi. Con năm nay học lớp mấy rồi Tiền? Con năm nay học lớp 11. À. Tên đầy đủ của con là Nguyễn Thị Tiền hả? Dạ. À. Học lớp 11 ở trường nào con? Dạ, trường Trung học Phổ thông Nhuận Thê. À, Trung học Phổ thông Nhuận Thê. Con với ngoại sống gì rồi? Ngoại thì cũng lớn tuổi rồi, không có làm công việc gì sinh sống rồi. Không rời hai bà cháu sống sao con? Rồi gạo thì cũng bà con người ta giúp đỡ hả? Rồi trong đi học rồi trong thời gian học rồi cái dụng cụ học tập nó thiếu thốn rồi sao? Do mạnh thường có mạnh thường quân người ta giúp đỡ cho con hả? À. Có hai bà cháu chống cô kia đó hả? Rồi ban ngày thì đi học đi về thì chăm sóc bà ngoại ha. Chị vậy là chị cũng ước là cũng có một số tiền để đi khám bệnh. Dạ, chị bệnh không khám bệnh cậu ơi, quá đái đi mà ngủ cũng được, đi ngày cũng nhiều hết chứ. Một đêm là chị đi bao nhiêu lần? Có 10 lần đó cậu, mà ngày cũng vậy. Vậy hả? Dạ, đi thì liền vô một chút là ra đi, không có ngủ được. À. Rồi bà ngày nó có mặt cậu ơi, cái ngủ không được, nó có mặt. Vậy thì đây, em cũng đến đây để coi xem là cái hoàn cảnh gia đình của chị cũng thật là khó khăn, thì cũng như là cháu Tiền bây giờ cũng gia đình đang khó khăn mà đang đi học, để em vận động các mạnh thường quân coi giúp đỡ cho gia đình của chị có được một số tiền đi khám bệnh với trang trải cuộc sống, với có thể là giúp cho em Tiền một số tiền để em Tiền có được cái mua được cái dụng cụ học tập ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ.